Xin chào tất cả các bạn đã quay trở lại với video tiếp theo của trang trí nội thất 3D. Và trong video này tôi sẽ review cho các bạn một cái không gian, một cái bức tường nó rất là bong chóc. Và vữa trên tường đã hầu như đã rơi xuống và những anh em thợ đang phải gia cố thêm những cái nẹp và những cái tấm nhựa để tạo ra một cái cốt tường phẳng để phục vụ cho những cái tấm xốp. Như anh em đã thấy trên tường đây thì một bức tường trước thời năm 1945 và cho đến hôm nay thì nó đã gần 74 tuổi nha các bạn nhé. Một bức tường 74 tuổi đang được anh em trang trí ở HD 3D tân trang lại, khoác lại một bộ áo mới cho cái bức tường này. Anh em hãy theo dõi cái video này đến cuối để anh em có thể nhận ra rằng thì không có cái khó khăn nào bên trang trí nội thất 3D sẽ không làm được bởi vì một cái tâm huyết và đạo đức nghề nghiệp. Thế nên thì anh em trang trí nội thất 3D đang làm hết mình. Mọi chi tiết hay mọi vấn đề các bạn cần tư vấn thì hãy gọi ngay đến hotline 0972 584 331 để được đội ngũ nhân viên với nhiều năm kinh nghiệm sẽ tư vấn cho các bạn một cách chi tiết và dễ hiểu nhất nha các bạn nhé. Và các bạn hãy đừng quên đăng ký kênh nếu các bạn thấy video này hữu ích cho các bạn. Và hãy đừng quên chia sẻ và bấm chuông để là người đầu tiên nhận những video mới nhất khi trang trí nội thất 3D phát sóng. Đấy, các bạn có thể thấy tường nó rất là cũ và rất là xấu luôn. Và đã phải dùng đến những cái tấm nẹp tường. Đấy, các bạn có thể thấy đấy ạ. Rất là xấu. Cần phải nẹp tường và dùng những cái đinh để cố định lại tường để khi dán xốp lên thì có thể níu giữ được cái tấm xốp chắc và vào tường nhé các bạn nhé. Bên Hoàng Huy mà. Đây, với tay nghề của những anh thợ rất lành nghề, rất nhiều năm kinh nghiệm. Xin chào mọi người, và đây là cái công trình chúng tôi đã hoàn thành xong. Một cái siêu phẩm được chúng tôi lột xác hoàn toàn. Nó rất là mới mẻ và khác lạ. Và đã được khách hàng hoan hỉ, vui mừng khi chúng tôi đã hoàn thành xong một cái siêu phẩm. Gọi là không thể có một cái đơn vị nào có thể làm được cái sản phẩm này. Và trang trí nội thất 3D của chúng tôi đã hoàn thành một cách xuất sắc và rất tốt. Các bạn có thể nhìn thấy đấy ạ. Tuy là nó sẽ không được đẹp 100%, nhưng nó sẽ che phủ được khoảng 70-80 khuyết điểm của những cái tường cũ kỹ như trước kia các bạn đã nhìn thấy. Đây, các bạn có thể nhìn thấy đây. Và một lần nữa thì các bạn hãy đừng quên đăng ký kênh và bấm chuông để là người đầu tiên nhận những video mới nhất khi chúng tôi phát sóng lên kênh YouTube của trang trí nội thất 3D nhé các bạn nhé. Và xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo. Xin chào.